Đề thi thử vào lớp 10 môn toán. Bài 1 2 điểm. Cho hai biểu thức a có tận bằng x cộng 3 trên căn bậc 2 của x trừ 2, b bằng căn bậc 2 của x trừ 1 trên căn x cộng 2 cộng với 5 căn x trừ 2 trên x trừ 4 với x lớn bằng 0, x khác 4. Tính giá trị của biểu thức a khi x bằng 9, rút gọn b. B ý thứ 3, tìm tất cả các giá trị của x để 4b trên a nhận giá trị là một số nguyên. Bài 2, giải bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Một phòng họp có 300 ghế ngồi nhưng phải xếp cho 357 người đến dự họp. Do đó ban tổ chức đã kê thêm một hàng ghế và mỗi hàng ghế phải xếp nhiều hơn quy định 2 ghế mới đủ chỗ ngồi. Hỏi lúc đầu phòng họp có bao nhiêu hàng ghế và mỗi hàng ghế có bao nhiêu ghế. Bài 3, 2 điểm. Giải hệ phương trình x cộng y cộng trị đối x bằng 10, x cộng y trừ trị đối x bằng trừ 8. Ý thứ 2 của bài 3, trong mặt phẳng tọa độ OXY cho đường thẳng D, y bằng 2 nhân m trừ 1x trừ m bình cộng 6 và parabol y bằng x bình. Phần A, với m bằng 3, tìm tọa độ giao điểm của D và P. Ý thứ B, tìm m để đường thẳng D cắt P tại hai điểm phân biệt có tổng bình phương các hoành độ là 16. Bài 4, cho đường tròn tâm O, đường kính D, không đi qua tâm O, cắt đường tròn tại hai điểm A và B. Gọi C là điểm thuộc đường thẳng D sao cho A nằm giữa B và C. Vẽ đường kính PQ vuông góc với dây AB tại D, P thuộc cung lớn AB. Tia CP cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ hai là Y, Y khác P. AB cắt IQ tại K. Ý thứ nhất, chứng minh tứ giác PDKI nội tiếp. Ý thứ hai, chứng minh rằng KB nhân IQ bằng BQ nhân BI. Ý thứ ba, chứng minh IK là đường phân giác trong của tam giác AIB và thỏa mãn AC trên BC bằng AK trên BK. Ý thứ tư, cho 3 điểm ABC cố định, còn đường tròn O thay đổi nhưng luôn đi qua AB, chứng minh đường thẳng IQ luôn đi qua một điểm cố định. Bài 5, cho y là cột số dương thỏa mãn x cộng y lớn bằng 3, chứng minh rằng x cộng y cộng 1 trên 2x cộng 2 trên y lớn bằng 9 phần 2. Chúng ta vào làm bài số 1. Đáp án: với x bằng 9, ta thấy thỏa mãn điều kiện của đầu bài. Thay vào biểu thức a, ta tính ngay được a bằng 9 cộng 3 trên căn bậc 2 của 9 trừ 2 và bằng 12. B, ta rút gọn B. Mẫu thức chung của B là căn bậc 2 của x trừ 2 nhân căn x cộng 2. Quy đồng lên, rút gọn đi được B bằng căn x trên căn x trừ 2. Ở đây để tìm điều kiện là 4B trên A là số nguyên, thì ta thấy ngay 4B trên A bằng 4 căn x trên x cộng 3. Đây ta sử dụng bất đẳng thức Cauchy để đánh giá và nhận xét cái giá trị nguyên của 4B trên A. Nó hơi khác so với cách làm mà chúng ta thường làm, và ta chia từng cho mẫu. Ta thấy là x lớn bằng 0 cho nên 4b trên a lớn bằng 0. Theo bất đẳng Cauchy ta có ngay được. Đây ta dùng Cauchy cho cái x cộng 3 này. Ta thấy là x cộng 3 thì lớn bằng 2 căn bậc 2 của x nhân 3. Vì vậy nên ở dưới mẫu thì vậy 4 căn x trên x cộng 3 nó sẽ bé hơn bằng 4 căn x trên 2 căn bậc 2 của x 3x. Ta rút gọn căn x đi thì còn 2 trên căn 3. Như vậy vì nó bé hơn 2 trên căn 3 mà lớn bằng 0, vậy để nó là số nguyên thì nó chỉ có thể là 0 hoặc 1. Vậy ta thay vào hai trường hợp này vào thôi. Nếu bằng 0 thì tương đương với x bằng 0 thỏa mãn. X bằng 1 thì tương đương với x cộng 3 sẽ bằng 4 căn x quy đồng lên. Giải phương trình này thì ta được x bằng 1 và x bằng 9 đều thỏa mãn điều kiện. Vậy có 3 giá trị của x để 4b trên a nhận giá trị là một số nguyên. Bài 3. Bài 3. Đặt x cộng y bằng a và trị tuyệt đối x bằng b. Khi đó hệ đã trở thành a cộng b bằng 10, a trừ b bằng trừ 8. Các nhân tìm ngay được a và b. Với a bằng 1 thì ta tìm được x cộng y bằng 1. B bằng 9, ta có hai giá trị của b là x bằng 9 và trừ 9. Do đó nó có hai nghiệm 9 trừ 8 và trừ 9 10. Bài 2 phần A, ý 3. Với m bằng 3 thì ta được y bằng 4
trừ 3. Suy ra hoành độ giao điểm chính là phương trình x bình trừ 4x cộng 3. Ta thấy ngay đây có dạng a cộng b cộng c bằng 0, tìm được x bằng 1 với y bằng 3, không cần phải phân tích nhân tử này nó ra. Do nó có hai giao điểm, đó là 1, 1 và 3 và 9. Thứ hai phần B, phương trình hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình. Ta tính delta phẩy, điều kiện để cắt tại hai điểm phân biệt là delta phẩy lớn hơn 0, m bén 7 phần 2. X1, X2 là hai nghiệm phân biệt. Thì khi đó, theo định lý VS, ta tìm được cái này. Thỏa mãn x1 bình cộng x2 bình bằng 16. Thay vào, ta tìm được m bằng 4 hoặc m bằng 0. Nhưng chỉ có m bằng 0 thỏa mãn. M bằng 0 là ta chỉ cần tìm. Bài hình học, ta phải vẽ hình đúng. Trước tiên, ví y thuộc đường tròn đường kính PQ. Cho nên, góc QIP, đây phải là QIP bằng 90 độ, QIP bằng 90 độ. Mặt khác, PQ vuông góc với AB nên KDP cũng bằng 90 độ, suy ra tứ giác này, nội tiếp. Okay. Bài 2, ý 2, PQ vuông góc AB nên Q là điểm chính giữa, suy ra góc, tính chất góc nội tiếp, vậy tam giác là đồng dạng, suy ra ta có điều phải chứng minh. Tiếp tục, ta có QA bằng QB, theo chứng minh trên. Nên góc vậy suy IK là đường phân giác, ta có tính chất 1. VIC vuông góc IK nên ta có tính chất 2. Vậy từ 1 và 2 ta suy ra điều phải chứng minh. Vậy ta chứng minh nó đi qua một điểm cố định. Vì tứ giác ABPI nội tiếp cho nên là CI nhân CP bằng CI nhân CM. Tứ giác nội tiếp ta có điều là suy ra được CK, rút được CK vào này. Vì IQ là đi qua điểm K nên ta đang chứng minh là K cố định. Vậy K cố định. Vậy trên độ IQ đi qua điểm K. Đây, IQ đi qua điểm K cố định. Để có điều phải chứng minh. Bài 5 theo bất đẳng thức Cauchy thì ta có được x trên 2 cộng 1 trên 2x. Vì x là số dương nên nó lớn bằng 1. Y trên 2 cộng 2 trên y. Đúng. Theo giả thiết x cộng y lớn bằng 3. Vậy ta cái này ta chỉ phải thêm bớt cái biểu thức ban đầu. Đó là x cộng y cộng 1 trên 2x cộng 2 trên y. Thì biến đổi bằng x trên 2. Cái này là x trên 2. Ta có tách ra x trên 2 và x trên 2. X bằng x trên 2 cộng x trên 2. Này. Y bằng cũng bằng y trên 2 cộng y trên 2. Nói chung bài 5 này là bài tương đối dễ, nhẹ nhàng với em. Lớn bằng 9 phần 2. Giống bằng xảy ra khi và chỉ khi x bằng 1, y bằng 2. Tức là dấu bằng xảy ra khi về cái x trên 2 bằng 1 trên 2x, y trên 2 bằng 2 trên y, và x cộng y sẽ bằng 3. Còn bài 2 giải bằng lập hệ phương trình và phương trình thì chúng ta tự làm.